tổ chức xin được gửi tới các quý cụ cao niên cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con, từ mỗi độ xuân về, mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có của người dân Việt Nam và cũng đã trở thành một nét đẹp truyền thống nơi làng quê. Thì hàng năm vào dịp mùng 2 Tết Nguyên Đán, trong không khí xuân ngập tràn, chính quyền các ban ngành đoàn thể và chi hội người cao tuổi thôn Ngọc Trục, xã Đông Mỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tổ chức lễ mừng thọ các cụ cao niên trong thôn. Đây là dịp con cháu thể hiện lòng hiếu thảo của mình với ông bà cha mẹ. Xã hội cũng thể hiện sự trọng vọng tôn kính với